Ôi trời ơi. Quản giáo với rồng. Ôi, đưa quản giáo. Mà nó bắn cái này gần chết được quay. Tôi đến chịu đấy. Ô 19 87. Ôi giời ơi, thằng nào thắng ơi. Chào tất cả anh em mới vô nhá. Ơi tóc mới đẹp dài ui rơi chuyện. Chả bao giờ chả đẹp trai. Xe phóng lửa và baby xương đến từ anh Khổng Hùng. Khét quá. Baby xương thế này là ngon rồi. Ok luôn. Vâng, livestream người ta xoay ngang xoay dọc thoải mái. Sếp bảo quay một hướng thì vâng sếp đổi điện thoại mới nhá. Điện thoại giỏm vậy nên đổi sếp ơi. Chắc là giải tấu hài rồi sếp ạ. Cứ từ từ anh em. Ở đây sẽ có hai cái Inferno một tia thì sẽ nằm với tôi. Ấy à, chết Trần Bá Lương lên đây à? Anh Hồng Hùng vẫn chơi rồng đấy chứ, chỉ có anh tôi không chơi siêu rồng thôi chứ baby trường anh tôi vẫn chơi tốt. Vâng, 7 băng trong tơn đây. 7 băng và 5 xương. Khét đấy. Khét đấy, khét đấy. Bầy này quen lắm nhưng mà không biết là có bom bẫy là có đổi hay không. Quen là một chuyện nhưng mà vấn đề là cái quen đó mà anh em bị dụ theo cái hướng nghĩ là họ đặt cái xoáy ở bên kia, họ đặt cái bóng đen ở bên kia. Đấy là lúc đấy là anh em dễ gãy lắm. Nên là phải bình tĩnh các sếp ạ. Phải hết sức bình tĩnh. Không phải cái bầy nào nhìn quen là cũng thoải mái vào đâu. Em ở đây sớm giờ chẳng qua em im thôi ấy, ấy, ấy. Rồi, baby xương của anh tôi quạt vào đây rồi. Khi mà nhà chính đã gần hẹo và quyết định gồng quản giáo từ rất sớm. Lại bàng giờ nó mới nện xuống thì đúng lúc hết cái gồng mất tiêu. Đúng là hết gồng thật. Úi rồi. Anh em nhìn cái đống baby nó đốt em queen kìa. Bằng mấy cái mỏ nó chu vào em queen nó đốt cho tôi tím lịm luôn. Tiếp tục một pha đóng băng cây thổi gió. Ui, bằng bằng anh tôi nhiều lắm. Băng tiếp cái Inferno một tia không chết. Quăng tiếp cái xương nữa kìa. Đúng rồi. Bịt cái lều thợ xây lại. Ui, hai quả bom đỏ. Băng tiếp hai cái Inferno một tia được đấy anh ạ. Anh tôi hơi tốn băng ở chỗ cái Inferno một tia. Đáng ra băng một cái là bịt được hai con rồi. Royal Champion đã vô. Vâng, King còn, Queen còn, Royal Champion cũng còn gồng luôn kìa. Ý giời, Inferno một tia bạn chờ tớ tí. Thời gian chúng ta chỉ còn có 30 giây thôi. Sếp ơi, hóa giải nào. Sếp ơi, ra bánh. Đúng rồi. Ui giời, ui, quản giáo đứt. Gồng Queen anh ơi, 19 giây thôi. Nhanh. Vâng, Royal Champion, vâng. Ơi, tầm này còn có xương à. Ơi, Queen đâu? Chết bà rồi, chết bà rồi. Ơi, siêu phẩm rồi. Đầu ra mấy con xương khắm lọ thế không biết. Ôi, nhức nách thật. Ơi, ảo thật đấy. Vai trưởng, vâng, mấy con trương trị giá 1% thật. Vâng, tưởng đâu siêu phẩm rồi. Ai ngờ cũng siêu phẩm nhưng mà nó hài lắm. Ơi, đúng giải tấu hài thật rồi. Vâng, tôi cần lắm những pha động viên. Vâng, cảm ơn sếp Hiền đã tặng em con hạc. Vâng, chắc là phải đưa hạc thêm để lấy may thôi. Khuya rồi vẫn cứ phải cười. Bây mi xương rồi bị xương nó luộc luôn. hợp lý. Má, bốn bốn trận rồi phải không ta, bốn trận rồi mà vẫn đang diễn hề hay thật. Vâng, nói chung là nó kịch tính ở phút cuối anh em ạ. Không chỉ đến trận này thôi chứ đâu mà đến sáng được. Siêu phẩm mà nó lạ lắm à. Đàn hay thì đứt dây đàn. Nhưng mà rõ ràng là cái xe phóng lửa của chúng ta là cũng quẩy tưng bừng ở cái góc khu vực nhà chính đấy rồi chứ đúng không?
thế mà vẫn chót được cái xương bộ. Ảo thật. Cái Tesla giá trị quá. Xương này ăn đứt xương kia rồi. Ô là trời chứ nhỉ. Ui, Queen mất gồng rồi. Queen đứt rồi. Vâng, anh em Việt Nam đánh với nhau nó lạ lắm. Chào tất cả 700 anh em đang xem nhá. Anh em xem nhớ cho lượt like, lượt chia sẻ nào. Vâng, mới có 71 sếp đăng ký mới thôi. Anh em nào mà xem mà hay quá chưa follow nhớ follow nhá. Royal. May quá Inferno một tia chưa đứt. Inferno một tia chưa đứt. Đốt đi. Bắt Royal nào sếp. Ui. Tím. Ui cái xoáy. Trận này khả năng lia. Trận này khả năng lia đẹp. Phú đi dây đi rồi. Inferno một tia không chịu được cái đống này đâu, nó đông lắm. Một chọi một đống thế này thì oảng thôi. Vâng, trận lia đầu tiên trong tối ngày hôm nay đến từ Gia Quang No Pro. Tốt rồi. Đôi bạn có một trận lia đẹp, hay. Ok luôn. Cười trên miệng mất tấu hài vậy. Rồi ok, tiếp tục này. Vâng, đây là pha đánh tiếp theo đến từ Tuấn Bọ Cạp. Ok. Đi Queen với cả rồng. Để xem nào. Rồi. Queen vẫn đang quạt trả. Càng đấy. Đây là những trận đánh bất ổn chứ bạn. Nửa đêm rồi mà vẫn đang còn cố gắng trôn anh em. Rồi. Đợi tổ chốt đơn thôi. Vâng, cần lắm những con hạc của sếp để động viên cho anh em may mắn sếp hiền ạ. Muốn tư vấn hỗ trợ thì nhắn tin đâu sếp. Ở trong hồ sơ TikTok của tớ có cái hình mũi tên để kết nối với tớ đấy này. Bạn vào hồ sơ TikTok của tớ đi bạn. Tuấn Bọ Cạp sẽ biến thành Tuấn Khỉ à? Cái gì vậy? Đây là Tuấn Rồng nhá. Không, mình bình luận thôi chứ mình đánh làm sao mà bình luận được các bạn. Rồi, mất chim rồi. Phú đáng yêu mất chim rồi. Ôi, nhiều xương bay thật sự. Nhiều xương bay thật. Rồi. Phú đã mất chim thì bây giờ Tuấn Rồng của chúng ta sẽ múa ra sao đây. Chào tất cả sếp mới vô nhá. Quyết định gồng quản giáo để cho khí cầu chiến nó chạy lên trên kia luôn. Em Queen 80 còn chút xíu. Đứt Queen 80 hay Hunter thủ nhà ư. Không sao, bọn tớ đã gồng rồi. Ui, nhà chính đang bị vây hãm bởi cái xoáy. Khá là căng cho Zeti. Nhà chính còn chút xíu thôi. Đúng rồi, anh em chết hết luôn. Em Queen thì bị mắc kẹt bởi lava pup. Royal đi bên đây á. K này hơi căng cho chấp Tuấn Bọ Cạp rồi. Đáng ra theo mình nghĩ thì Royal nó sẽ ăn cái Inferno nhiều tia ở chỗ đây thì hay hơn. Đóng băng. Bởi vì em Queen bị cái Inferno nhiều tia nó bắt hết hồi máu. Có hồi máu thì còn thi đấu được, chứ mất hết thì nhọc lắm. Trời ơi. Ui trời ơi. Quản giáo với rồng. Ôi, đưa quản giáo. Mà nó bắn cái này gần chết được quay. Có cay thế à. Ôi. Anh em có nên đưa quản giáo ra cắt luôn không? Khó hiểu thật. Đá đen này còn nhọ. Ui 99 nữa hả? 18 giây kìa. Đùa khó thế mà quản giáo cũng làm được. Tôi đến chịu đấy. Ô 19 87. Ôi thằng nào thắng. Ôi Rồng đã giành chiến thắng. Kịch tình ngài đã. Cái trận này bắt đầu hay hơn rồi đấy. Những lượt đánh cuối nó càng ngày càng hay rồi đấy anh em ạ. Vai đạn quản giáo thật chứ. Vâng, cảm ơn sếp Hiền đã thả tim nha.
Hay quá anh em ạ. Mấy ông thần này nể luôn, đúng 2 giây luôn. Rồng gánh lòi kèn. Oai đạn thật. Vâng, anh em chia sẻ đi, chia sẻ thả tim nào anh em. Chưa follow nhớ follow nhá. Mấy anh em Việt Nam đánh công hiến lắm. Ôi giời ơi luôn ạ. À, đúng kiểu kênh hài quản giáo diễn viên rồi. Vâng, một pha tàng hình để Queen quay xe vào trong, tốt đến từ Văn Mạnh. Hay đấy em trai. Kinh đáng ủi. Bốc đi nào. Rồi rồi, ơi rồi ơi 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 rồi rồi. Khẹt đây. Anh em nhớ cho cái like, cái chia sẻ nhá. Vâng, mới có 76 anh em follow mới rồi. Cảm ơn các sếp đã tặng bông nhá. Kinh như vậy là đang quẩy ở góc kia. Ô, đi ra ngoài chứ không ăn đại bàng rồi. Không ăn đại bàng và không ăn được e. Phải dắt em Royal Champion vào để cứu. Rồi. Ok luôn. 800 anh em nhớ cho lượt like, lượt thả tim nhá các sếp ơi. Chia sẻ. Vâng, Queen tím không? Không tím, cũng sắp tím rồi. Bởi vì đã mất gồng Queen. Và Inferno một tia ở đây thì đốt cho sưng mồm. Nếu mà không bằng, phải bằng để cứu Queen tiếp. Dồn rất nhiều spell cho Queen ở trong tình huống này đến từ Văn Mạnh. Vâng, để xem pha đầu tư rất nhiều để cứu Queen. Và đã gồng Royal Champion. À gồng quản giáo chứ. Rồi Champion cũng gồng nột. Ồ ồ xả. Ái xả. Vâng, siêu phẩm gồng. Inferno nhiều tia đang gánh. Inferno nhiều tia đang gánh quá tốt trong tình huống này. Vâng, hai quả bom đèn tuyệt vời quá. Một pha bắt. Ui dồi ui, ui. Vâng, ai chơi hỗ trợ nhiều thế. Một trận lìa đẹp đến từ Văn Mạnh. Rồng này. Này thì rồng với chúng tôi này. Nhưng đây vẫn là một trận đánh tốt đến từ Văn Mạnh. Lìa rồi. Ui, hay lắm. Càng về cuối càng hay anh em ạ. Wow. Hay hay. Kịch tính đấy, kịch tính đấy. Kịch tính. Bên New Zombie đánh tốt. Vâng, cái pha mà bom bay rệt hai em Dark Rider kìa. Đỉnh thật. Ui rồi. Queen đi nửa bản đồ rất khét. Và đây tiếp tục là Phú DJ. Mình lìa không chê bời. Đây em chân đánh bằng rồng điện. Rồi. Ô, khí cầu chiến vào luôn à. Vâng. Ôi trời. Xoáy đấy. Rồi đang cào cái gì đây. Có cào được không. Ô kìa. Ô mày quá. Sếp đi em nhìn rung lắm. Sếp đi quả em nhìn rung lắm. Xoáy mà không thấy Sneaky Goblin đâu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Vâng, 800 anh em nhớ cho cái like, cái chia sẻ và phấn khởi nhá. Ui là trời. Ôi giời ơi. Các bạn đánh nó lia nhưng mà nó lia kiểu chành vành lắm. Hay, rồng điện vừa có pha cảm tử tốt. Vâng, cần lắm một tên úp sọt. Ui dồi, Inferno nhiều tia nào. Nhanh lên, có băng không, có băng không. Toàn thương binh rồi, ơi rồi ơi. Ơi, ơi, sợi. Đứt đại bàng đây. Đứt. Royal đâu. Vâng, tầm này chúng tôi không cần chấp Royal đâu. Vào lia là được nhá. Vâng, Phú DJ đang quạt bài gì đây. Bài đánh 3 sao rồi. Bài hát 3 sao rồi. Tốt rồi. Ôi ơi, cái e kìa. Ôi, bom đen đâu lắm vậy. Ôi. Ôi giời ơi, sếp ơi. Ấy. Đứt. Vâng, sếp chấp Royal rồi. Ơi. Sếp Phú DJ đánh chấp Royal Champion. Máy hỏng, máy lom dom nhỉ. Đi đánh giải bây giờ máy hỏng. Không thả được Royal Champion. Đùa. Máy thê lom dom, về đổi máy mới nhá. Anh em một nhà về sắm cho sếp Phú cái máy mới. Chứ đánh không thả được Royal. Bậy thật ý. Ây, Không được rồi. Ôi, tô bem rồi à. Ở đây rồi. Vâng, cũng là Minor Hawk. Nhưng Minor Hawk đấy nó lạ lắm. Để xem tô quả Minor Hawk này sẽ như thế nào được các sếp ơi. Tiếp tục nào sếp ơi. Sneaky Goblin đang quất ở bên kia.
Rồi đầu tư những em luôn. Tôi trận này chỉ cần 2 sao thôi. 2 sao và 60% là win rồi. Thế thôi. Đấy giờ. Tiếp tục trong cơn này sẽ như thế nào đây? Ý. Cường độ có không? Hay quá, Bloom dò được quả bóng đen chất lượng đấy. Chào tất cả các sếp mới vô nhá. Giải gì vậy sếp ạ? À? Tớ không biết. Thấy anh em bảo anh có giải anh ơi, tớ vào tớ like thôi. Mình nói chung là có giải là lên sóng cho anh em ngay. Ok, 1000 anh em đến nơi rồi. Mừng cho cái xe, cái chia sẻ nào sếp ơi. Lava đã ra ở đây và đã để sẵn một bình độc rồi. Tổ đã để sẵn một bình độc ở đây rồi. Chắc là mai nó sẽ vào góc 9 giờ để vào ăn đại bàng lùa góc dưới. Queen thì phải ôm xô vào khu vực nhà chính rồi. Tàng hình với cả là hai cuồng nộ sẽ chắc chắn là dồn cho Queen ở chỗ này, bởi vì là Inferno một tia sắp bắt được. Đấy. Rồi King vào đúng là góc 9 giờ. Cứ vậy là nó ủi thôi. Cứ vậy là anh em nó ủi thôi. Băng không? Tàng hình trước rồi. Tốt, anh em đã vô trong tình huống này. Xong. Ô cứ đừng né né cái độc tí. Đúng rồi. Bình tĩnh lắm Tô. Cứ bình tĩnh như thế. Hay hay. Nếu tôi có nhớ không nhầm thì dạng bay này Tô cũng đã từng đánh rồi. Một pha gồng hay quản giáo để Headhunter vào bắt Queen, bắt King ở trong trường hợp này. Úi xồi ôi, chất lượng quá. Vâng, anh em vâng tưởng là cứ thủ hai tướng ở đây nó ăn chắc, nhưng quản giáo nó gồng vào bắt hai tướng nhẹ luôn, nhẹ như lông hồng luôn. Thế một pha hồi máu nữa trong khu vực này. Ui rồi cụm trung tâm hai cái Inferno nhiều tia đã đứt, máy bắn đá cũng đã bị bịt lại và anh em tha hồ áp sát vào khu vực này. Đứt rồi. Tầm này còn gì nữa mà không tặng bông tặng hoa cho Tổ. Vâng, khi mà Tổ đã chốt đơn thì anh em yên tâm lắm. Cũng là Minor Hawk nhưng cái tầm này chắc chắn lắm đến từ Tổ rồi. Queen chưa gồng mà Royal Champion cũng vậy. Tuyệt vời. Đấy. Nó phải như thế chứ. Đánh phải cống hiến như thế này. Anh em xem mới lại. Chứ giao bánh luôn. Chứ giao bánh mấy công trình luôn. Ôi trời. Đến cái giao bánh nó cũng đẹp nữa. Tô mãi đỉnh. Được. Đánh nó hay. Vâng, cảm ơn Chép Hiền đã tặng thêm quả trái tim nha. Tuyệt vời rồi. Hơn 1 sao. 13 và 12 tuần này. Chiến thắng. Đã bước về anh em một nhà. Anh trai em đấy à? Ôi giời ơi. Khẹt thật. Ai. Đánh nó nét lắm. Đánh nó nét lắm. Ok, cảm ơn tất cả quý vị khán giả nhá. Hay nhỉ.